tóc đóng thấp hơn những chú hề ngoài đời thực. Đẹp, ông nhanh khỏi cười. Ôi trời ơi. Này thì quay cuồng nè, anh trai một gậy tóm gọn liền. Ôi, giải quyết gọn nha. Chữ nến sinh nhật mà nó lạ lắm. Trời ơi, tí thì bỏng miệng rồi. Hả? Hả? Ủa? Mẹ đâu rồi? Trời ơi, đội cái mũ lệch như vậy thì tìm tới sáng mai hen. Thông minh lắm. Có người lớn quẩy thì các bạn nhỏ cũng không có kém đâu nha. Hãy cùng chiêm ngưỡng những điệu nhảy có 102 ngay sau đây. Năm 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 năm. Hùng cái khóc luôn rồi kìa. Chọn người chơi gì mà kỳ quá nha ông bô bà bô. Xem anh trai thể hiện cái cú quay xe khét lẹt đấy nè. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, là cua dữ chưa? Cua lao xuống ruộng kìa. Đồ ngu, đồ ăn hại. Mày đi dọn bát cục súc kiểu. Ô là trời, dọn bữa nào chắc dở bát bữa đó quá. Ném không có thương tiếc luôn. Là cái vẻ chân dài quá ha. Trời ơi, anh trai cho chị gái kéo giãn gân cốt luôn kìa. Chưa cái tội cà khịa nghe. Cứu tôi ơi. Đi đâu mà vội mà vàng, mặt cắm mặt xuống đất luôn dạ. Hả? À, mày nhắm coi, mỏ ai to hơn? Ủa quá lạ, khe từ nãy tới giờ nó không có phản ứng ta. Ôi trời ơi, đồ giả mà biết đáp lời mới lạ đó dẹt. Ê, tao với mày xuống xe, lùi cho chắc ăn đi mày. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà ăn đi mày. Trời đất ơi, lùi về chuồng kiểu quá hả? Đây, đúng là không có nào để phụ nữ lái xe mà. Ôi, phục sát đất luôn á. Hai bả, ngươi thì cầm lái, còn chị ghê thì đẩy. Đỉnh thiệt nghe. Ngươi có tin như mà khéo ác dữ. Chắc luyện skill lâu năm hả? Cho nên giờ cũng thành thạo khỏi phải bàn. Cho nên là giờ thành thạo khỏi phải bàn nè. Thôi coi mà câm nín luôn á. Chào thua nghe. Ây da, đau quá vậy. Anh trai chắc là khốn lắm ha. Này, nhầm nhỏ gì đâu. Mới có dầm ba nước mà anh em đã chịu không có nổi rồi. Đàn ông đàn an gì mà kém tắm. Vậy mà còn to mồm là cái tính tự hút tất cả cái mức độ chứ. Mới sườn sườn của đất hai thôi mà đã như vậy rồi. Chắc mình tới nấp cuối ngất luôn ha. Chết á. Thay vậy chiêu xoạt chân. Trò cũng thực hành mà nó kiểu. Úi chà, học trò áp dụng đúng người ghê ha. Học hành mà tư thế thì chân này chắc chân hỏng xương quá, uốn dẻo dễ sợ không. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thời trang không có phân biệt giới tính kiểu. Trong body ông chúa còn nuột nà ăn đứt mấy chị nhờ. Ồ, một đĩa mì xào nóng hổi ra bàn cơ mà. Wow. Xúc không có lên, chắc nhà hàng treo quá. Dạ, ăn có một miếng mà khổ dữ trời. Thôi, đi tông cái gương chiếu hậu rồi. Thông minh lắm. À, quỷ à. Ủa, anh trai kiểu. Chả yêu em. Tôi quá trang thôi mà. Có ai làm gì mà chị đâu. Thế người ta cũng hết hồn.
Còng lưng có hội có đoàn kiểu. Em kiếm được tết cho anh em mình nè, lấy lại á. Ủa alo, tự nhiên nhận nhóc con lấy cuốn của hàng xóm về làm của mình luôn. Ủa quá đạo vậy trời. Trời ơi, là... gì vậy? Hơi cha. Cháu mẹ nha, cho con tự lực cánh sinh luôn kìa. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Thôi đi chị gái ơi, cái trình độ này là con thua kém tôi nhiều nhiều nha. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Đăng, đăng. Con công nó còn nhảy dẻo hơn thiệt. Đâu uốn éo vậy kìa mà. Chị gái chỉ được là cái tầng hình 3 vòng với 1 lượng xíu thôi à. Trời, người con thua cả con vật. Dài tập luyện lại nha chị. Dài tập luyện đi nha chị. Đừng ngon quá ngon nha. Hai chị gái chân dài đang đợi đèn đỏ thì bỗng nhiên. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ý nên, ủa ta nhở qua vạch rồi, lùi lại cho chắc hen. Định làm đã nổ hả chị gái? Tuy không có cần biết ngày mai, hai bà chị không có cần biết ngày mai luôn. Hai bà chị kiểu. Ủa, nó có tăng động không vậy mày? Tao thấy sợ sợ nha. Trời ơi, chơi quả bát nhôm làm mũ như vậy thì cũng là chịu rồi. Cứ gọi là chất phát ngất cái chứ. Ui chà, té rồi, nhưng mà có vẻ rất chi là chill nha. Thích thì ngủ luôn cũng được. Chị gái tính là bánh và cái kết. Ui trời ơi, tự chấm sàn ăn trời. Hả? Chị gái ngủ cái tư thế đỉnh vậy mà không có tê chân hơi phí à nha. Đố cưng bắt được anh. Rồi, người đam mê chọc chó, còn chó thì đam mê chọc trẻ con hen. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Bỏ ra. Ủa, cào bới gì vậy? Thấy mền mới cho nên làm và vết xước nó chịu được hay sao? Có thanh niên phụ bếp hiểu ý tứ kiểu. U là trời, bị đuổi việc cấm có cãi nghe. Ủa, mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Cái phân nhờ. Chưa đụng tới xe. Hên ghê, hết cái hồn tôi à. En. Rồi xong, va chạm như vậy thì đau ví rồi. Bá đạo chặn đường kiểu. Trời ơi, cầm bảo đao như vậy thì xế nào chả rén ha. Còn ghê chưa? Ủa, chui lọt khe mới tài chứ. Đang chơi trốn tìm với con sen nhưng đã bị phát hiện. Nó đứng im với hy vọng là a hi hi, chắc sen không có thấy mình đâu ha. Trốn kỹ vậy rồi mà. Ôi trời đất ơi, đúng là chơi game hết mình luôn mà. Con mèo đứng hai chân nha, giấu mình đằng sau cây chổi á. Không nhận là có cố gắng đó chứ.
thấy con sen có cái miếng mặt to quá, con bó xù nhập tay giấy xin lia lịa luôn. Ôi, chia cho em với miếng chút xíu hả cũng được nữa nha. Nói rồi, con sen nó bẻ cho một miếng nhỏ không thể nào nhỏ hơn nữa. Mà con cậu kiểu... đúng là cái đồ keo kiệt bụng xỉn hả? Có miếng bánh cũng tiếc người ta nữa. Bé gái đi mua kem phải đúng cái hàng nhây quá trời nhây luôn nè. Ông chú đưa nguyên cả cái tảng kem siêu to bự khổng lồ cho con bé vậy nha. Mà rút lại và cái con. Có đưa tên cho tôi thì tôi trả luôn cái cây ốc quế nè. Không nữa đâu. Rồi, cái chú là chú đừng phải quạo gơ rồi nghe. Chiếc chó mắc đầu vô cái ghế và cái ngơ. Ổng nhảy đông đổng lên luôn. Mà bộ cái ghế này cũng lì lắm ha. Nhất định là dính chặt không có chịu buông. Ủa, tao đang nằm mà lại cứ ngỡ như là có cái phường múa lân vô biểu diễn không á trời. Xem xong múa nhớ trả tiền cho mấy bà. Tưởng đâu là sắp bắt được con tôm to đang dậy ấy thì tèm tay tèm. Rồi, không có cái con tôm nào hết nha mấy ba. Ông thần này đi chăn trâu, thấy trâu nằm có vẻ là mát nên cũng lao xuống vừa đầm vừa bơi chung luôn vậy á. Wow, mát lắm anh trai ơi. Mà anh ở trển coi giùm em cái quần nha. Đừng có ăn khi mà cờ hó vẫn ở gần bạn là đây. Anh trai đang nhấm nháp ngon lành cái miếng bánh mà thấy không có ổn. Trời, đánh cả miếng ăn mà ai nhìn mình vậy trời? Là em cờ hó chứ ai. Cái nết gì mà nhìn cái gì cũng muốn ăn, tới chủ còn bất lực nữa. Ơi, cho chinh chúc chết chứ. Bụng sao ục ục lên rồi nè. Mới ăn có một miếng mà đã bị xin ăn rồi. Anh trai nên ăn nhanh xíu nha, chứ không thôi xíu nữa là cái bánh vô miệng cờ hó vẫn định sẵn ngang. Chị gái cứ tưởng được pha capedon ngọt ngào ái thì em chờ anh đó nha, tới luôn đi. Trời ơi, con cái mặt hí hửng mong chờ kìa trời. Anh trai chịu. Mơ đi cưng, cho anh vậy thôi à. Chị gái nhắm mắt chờ đợi, còn anh trai thì hết bẹo má rồi lại giả chờ thơm tráng. Ăn cái quả lừa ngon luôn. Bớt mơ mộng hảo huyền giùm bà có nội của tôi ơi. Con đã nói là không có thân nữa mà. Mỏi chân quá trời luôn à. Ôi, cái mặt phủng phỉu kìa. Đó, thanh niên nhí là không có muốn mà chị mẹ cứ bắt ép hoài à. Giờ là thay đổi thái độ liền ha. Lườm trời, đụng vô không chăm dỗi. Dỗi đồ các kiểu con là điểu. Đã lười mà được cái là hay tỏ vẻ khó chịu. Nhưng vậy thì đúng là người nhà thường chịu chết ha. Vô nhỏ lăn là vừa. Hết ơi hết, tình hình gấp bách lắm rồi, cứu con. Nè, tự chơi thì tự chịu đi nha. Giờ nghịch dậy mới biết là kêu cha gọi mẹ đi giải cứu. Trời ơi, cỡ chưa tới 3 giây là ra liền. Má ơi, bé nó làm quá không à. Thôi, cứu nhân vậy thì xin chịu chết á. Chào các chiến hữu nha, thấy anh đi xe có quách không nè. Trời ơi, cờ hó nó lao xe có vẻ là chết cần ngang. Mà thôi, sắp đụng độ thanh niên kia rồi. Bất cái ngờ chưa. Ôi da, đau quá đây ạ. Mày phi vậy, đâm vô tao luôn rồi nè. Thì sao bớt ngựa ngựa nha cờ hó. Thân hình thì ú nụ, đèn ta chắc khỏi thở mất luôn á. Ê anh ơi, cái này là gì vậy anh? Cho em xin miếng đi. Em đứng đây từ nãy tới giờ luôn á. Cái bé gấu trúc này ham ăn của người ta. Ra bám lấy chân anh nhân viên rồi đòi đồ ăn luôn. Nè, cho bé nè. Lần nào cũng ham ăn như vậy luôn. Thiệt đến chịu à. Anh chị có ngày xa kia mất nha gấu trúc ơi. Chị gái leo cây chuối. Mẹ ơi, bà ơi,
Trời, quá ghê gớm luôn chứ. Tao quất cái chân rồi nu hai cái tay lên. Mấy cái game này là dễ nha mấy cưng ơi. Bôi mỡ vô, chị đây cũng chấp luôn ha. Thôi bộ là chuyên nghiệp thiệt đó nha. Rồi, ở đây có ai tự tin trèo cái chuối nhường vậy không nè? Cùng điểm danh ở phần comment nha. Sáng sớm vừa đi ra thì gặp cô hàng xóm kỳ diệu. Ủa cha, sách nữa trên top top là có điệu nhảy gì mới đăng trên đi mà. Ồ, nhảy rất như là chuyên nghiệp nha. Đập đập cái tay nè, lắc lắc cái hông nè. Rồi được cái chân nữa chứ, quá trời quá đất luôn ha. Bạn mà gặp trường hợp vậy, bạn sẽ làm gì nè? Hãy cùng comment bên dưới cho Trùng Tinh Hà biết chứ nha. Thấy chị gái đang đứng chơi, mẻ bò nhiều. Chỗ ông ta ở, không có xin phép tự nhiên vô làm sao? Hiểu, quê chưa, đón bò mà nó còn chê nha. Cái kia, nó hít cái đầu muốn xô bỏ ra ngoài lắm luôn rồi đó. Chị gái chơi cái trò lướt dán và cái kết. Trời ơi bà, tắt đến lượt em á em gái ơi. Dạ dạ em tới liền. Bả vừa phiền cái thì trời ơi té dập cái mông rồi. Đuối ngỡ là lướt dán trên từng con sóng. Ai dè no bụng nước luôn nha. Ba chị lại còn động viên hết nấc chứ. Không trấn ăn em nó ai chơi nữa trời. Tôi còn phải kiếm ăn nữa chứ bộ. Coi bộ làm ăn cũng khổ lắm đó đà. Ông chú đang ngẩn ngơ thẫn thờ đi bộ á thì. Nằm cái dáng ghét quá đi. Chào phát nè. U là trời, không có biết là ổng gây thù chút quán chi với con mẹ khỉ mà bị nó tung cước cho té sấp mặt mắm luôn. Cay thiệt sự á. Một chiếc gió đang đứng thấp thò thì bất ngờ. Trời ơi. Chết mày nè, đồ ngáo ngơ. Con quỷ mèo từ đâu lao ra quất cái bóp vô cái mông cơn cờ ho làm nó vừa la vừa té như rồ như vậy luôn. Ôi sang ơi, kêu. Do sẵn tính phê pha đam mê du thú nên boss mèo chấp thuận cái cuộc chơi mới của con sen và cái kết. Xin vĩnh biệt. Vâng, một cái dáng đúng kiểu. Em xin giơ tay rút lui thôi. Đến từ vị trí boss mèo ngu. Nhưng mà giờ đã quá muộn để bỏ cuộc rồi. Ráng chơi một mình nghe. Khi cơn thèm thanh long đỏ giật thì cậu con sai chạy ra tủ lạnh lục tung xoay đất lên để tìm và ngẫu nhiên ăn thanh long làm nó rơi phải tùm lum luôn. Mẹ về mở cửa trông thấy mà vừa tức mà vừa buồn cười luôn á. Hai bãi chân dài đang quay tấp tấp mà nó lạ lắm mà nhan. Nhảy đi. Tốt á, nhảy đẹp á, nhìn cho máy mà cười lên nè. Và bạn làm camera có tâm quá trời luôn. Đứng quay mà mông có chịu dựng đâu. Lắc lắc hơi bị ác nha. Đúng kiểu mông đi trước, người lả lướt theo sau. Ý trời đất ơi, cái tư thế này nè, chị mà là số 2 thì hỏng ai là số 1 đâu à nha. Đam mê nhảy múa bất tận là kiểu này đây. Nhảy đi. La la la, úi trời, cái bản nhạc mà mình thích nè. Không có ai ta, ý, mình chạy một xíu mới được. Bà uống lượng, múa quạt điêu luyện luôn. Anh trai mới đi ra thấy một cái. Kỹ thuật ghê đó, quay lại xem mặt mũi có xinh không nào. Bà mới quay lại một cái, anh trai đã vội tắt điện thoại. Ngại ngùng hen, thích mà không có nhảy lên xin info là không có cơ hội đâu nha anh trai. Cua gái là phải cua liền tay. Nếu muốn ăn dụng mà sợ bị phát hiện thì hãy ra vườn rau nha.
cô nhóc chui giữa cái lùm cây xanh ngồi gặm nấu nghiến nhìn con ăn củ cải. Có điều là mẹ đã tìm ra rồi nha. Cơ mà cho con gặm thêm gà miếng nữa nha. Ai bảo con gái còn bé nên chưa giúp gì được cha mẹ thì xem lại đi nha. Ít nhất cũng có thể lau tuyết trên xe như thế này nè. Ông bố để đứa con gái cưng cha chặt cái mông phủ tuyết xuống. Nguyên là một người bố tâm lý và một người con cam chịu nha. Chị gái áo trắng đang đóng đưa theo nhịp á thì... Rồi xong, thôi xong luôn. Cái lũ quỷ yêu em sai em gái lao vào chọc lét bả. Ông em thì túm lấy cái chân, còn cô em thì xử lý cái phần bụng bự. Má ơi, ta nói nó vừa phê vừa thốn lắm đó nha. Quan thượng có người bạn mới làm quen kiểu. Cha đọc ấy nha, đang gì vậy? Trước lạ sao quen ha. Biển, biển đi, ai cần làm quen đâu. Vài hôm mày lại ngoạm tao cũng nên không bằng. Ôi trời ơi, đánh đá vậy ớt. Ta đã thân thiện như vậy mà, tội cho quỷ mèo ghê không. Gặp phải ớt lạnh lùng, sang chảnh rồi mèo ơi. Làm quen thêm tí nữa chắc bị tét cho đỏ chân cái chứ. Nguyên dân trai xinh gái đẹp chơi cái trò truyền nước á thi. Trời ơi bảo tóc buồn. 3, 2, 1 bắt đầu. Ổng vội ào cái không sai sao ướt như chuột lột luôn. Ghim tao vụ gì mà vội ác vậy mày? Nhân tiện báo thù hay gì? Đàn ông con sai gì mà ghim thấy ớn không à? Gặp bạn thù gia như vậy cũng giống lắm rồi các bạn. Bất chợt nó báo lúc nào đỡ cũng không kịp luôn á. Sao muốn gì? Rồi sao mày làm em mà thích bố láo đúng không? Có mỗi cây đàn mà thằng khác thằng gãy cũng không được gần nhau cách nào làm sao. Coi cái thứ là muốn lao như quánh rồi đó mà có làm được gì đâu. Chỉ được cái là mặn mồm mặt song song với tường thôi à. Thôi tụi nó cãi nhau chắc tới sáng mai chưa có xong đâu ha. Ây gu. Mẹ ơi, nhanh lên mẹ, con sắp trễ học rồi nè. Chị mẹ phi như bay từ nhà ra cửa và bất ngờ. Ui da, sưng ngay cùng rồi. Tự dưng cái kính mắt trong vậy trời. Con dội một thì mẹ dội mười ha. Từ từ thôi chị mẹ ơi. Không hả, có ngày cửa nó dở làm đôi thì tha hồ mà thay mới nha. Ê, đã nói là đừng có cắt ở chân mà, mày có máu buồn á. Biểu sao, cắt tới đâu, chân của họ nó hất tung tới đó. Làm cho hai bả nhân viên cười muốn sang chấn tâm lý luôn kìa trời. Ngày nào cũng có hai em cuốn hề hước như vậy, chắc tiệm thú cưng tưng bừng cả ngày hen. Trả nhau không mèo? Coi ai lợi hại hơn ai. Nếu ta mới nhảy phúc lên định cắn cho dẹt cái thì quỷ dẹt gốc tròn cái rẽn ngang luôn. Lúc đầu thì hùng hậu lắm mà, quá ra là gan có một xíu xìu xìu à. Sao hay ra dẻ thì bớt lại nha quỷ mèo. Đúng là nhà không có tụi pet thì cũng buồn ha quý vị. Quý vị khán giả nhớ comment chia sẻ điều thú vị không tưởng khi nuôi pet hài hước là như thế nào nha. 2, 3 hò vô ta nào. Anh em ta cùng kéo xe lên nào. Wow, nguyên dàn các anh chàng lực lượng đẩy xe tải lật lại và cái kết. Ủa, sao mình ở đây ta? Không hiểu ổng lấy đàn sao mà té lộn nhào vô cái thùng xe luôn hết rồi. Rồi năm đó chắc đầu đầy sao ha. Xoay nhanh như vậy mà ngất tới chiều khỏi làm là ok nhất nha anh. Khi mèo nhà bạn xem thể thao bơi lội quá 180 phút kiểu. Trời, đến tuổi đi thì không có chịu đi. Nhảy cốc làm vận động viên bơi lội luôn. Chân trước với chân sau phắn thiệt là lực như vậy. Coi bộ học hành cũng kỹ lắm đó nè. Vì nào cũng xem chăm chú mà. Thích bơi như vậy có khi sau này cũng thi kiếm bộn tiền cho sen ấy nhờ.
cứ tiếp tục mà phát huy nha hai nhóc ơi. Ông chú áo xanh mang cá ra hồ để thả. Cơ mà như có một thế lực nào đó đụng đẩy, khiến ông vừa đổ xe cá xong thì cũng té cắm đầu cắm cổ theo luôn. Lũ cá kiểu: Ê, ông tính đi theo làm bạn với tụi tôi hả? Ê Đen, coi ta múa nè, hết trước chấm luôn nha. Thanh niên hoi tam thể vừa mới xuất được vài chiêu á thi. Rồi xong, cắm đầu cắm cổ đập hết mình mẩy vô cái cửa luôn rồi. Đang rất chi là sung lắm á, mà đau quá nên đành ngồi im re à. Rồi tiếp theo, vừa giao ca xong, chú cà trống bảnh chọe đang thông thả khoan thai hít vô hít dập dài ngụm không khí trong lành thì bất ai ngờ. Bố ơi, bé em nè. Từ đâu bé gà lũn củn chạy đến, làm chiếc gà trống hốt quá chạy té khói liền. Thì do lần đầu làm bố nên còn hơi bỡ ngỡ mà. Đỉnh cao của câu nói, từ chú đâu giao rõ, phiên bản full HD không có cần che, đến từ vị trí của con ngạo ngơ này đây. Tung tăng không có thích, lại thích tự chui đầu vào cái chỗ bé bằng cái mắt dĩnh. Đầu tiên là quả kèo chạy đua giữa bạch mã và giàn cẩu. Cuộc đua có vẻ là căng lắm cho đến khi... Xong tao rồi, Tuất ơi! Bạch mã chọn đường đua hơi bị lỗi nên phanh gấp cắm cả mặt vô cái lưới te ngựa luôn. Con Tuất kêu: Trời ơi, không hiểu sao mình chơi được với con ngáo này luôn á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào!